cái tốt nha. Dạ, vâng, ba vâng. Đi kinh nghiệm nó đấy đó. Một là phải hiểu biết về quy định của pháp luật. Cái thứ hai là phải chuẩn bị các phương tiện. Cái thứ ba là cũng phải học tập cái kỹ năng. Và cái thứ tư là lại cũng phải sẵn sàng khi mà có những cái sự cố nó xảy ra. Bảo dẫn cho bệnh Mai nhé Hải nhé. Dạ, bác ạ. Dạ, bác ạ. Dạ, bác ạ. Dạ, bác ạ. Dạ, bác ạ.